Chào các bạn. Đây là một ngôi chùa cổ ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa này của người Hoa. Hàng năm tới giáp ngày Tết 28, 29, 30 là các đoàn múa lân sư rồng đều đến các chùa để cúng, để cầu mong cho cái một năm mới cái đoàn múa lân sư rồng ấy làm ăn phát tài. Đây là buổi lễ cúng thôi chứ chưa phải là biểu diễn lân sư rồng. Nghệ thuật múa lân sư rồng là một nét văn hóa đặc trưng của người gốc Hoa. Các võ đường hay những bang hội của người gốc Hoa sống ở Việt Nam đều có đội múa lân các bạn ạ. Vào dịp xuân về, múa lân sư rồng được xem là một nghệ thuật đặc trưng nhất của người châu Á. Các bạn thấy rất là đẹp. Hình ảnh bởi vì cái hình ảnh lân sư rồng tượng trưng cho cái sự may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng, là sự khơi mở cho những điểm lành trong cái năm mới. Đặc biệt là vào các cái dịp cuối năm hoặc đầu năm, những buổi tân niên của các công ty đều có sự hiện diện của các đội múa. Họ mời cái đội múa về để múa để làm tăng cho cái không khí buổi tiệc. Bởi vì theo quan niệm người ta nghĩ cho rằng cái con lân là một vật rất linh thiêng, thì đương nhiên vào những cái dịp khai trương công ty, nhà hàng, cơ quan, người ta đều muốn lân tới để nhà để biểu diễn. Khi lân vào nhà, nó sẽ xua đuổi những cái điều may mắn để giúp cho làm ăn suôn sẻ. Và cái điều này mang cái tính tâm linh rất cao và xem nó rất quan trọng. Đây là cái đoàn lân đang tiến vào trong chùa để làm lễ cúng bái, cúng khấn cho làm ăn phát đạt. Do cái nhà chùa nó cũng hơi chật chội, nó không có góc quay, thành thử ra chúng tôi không thể đứng xa để quay toàn cảnh được, phải đứng rất gần, đồng thời cũng bị chen lấn, thành ra máy nó bị xô đẩy, nên các bạn thông cảm. Ở đây là các đoàn đang đoàn lân này đang cúng đó. Cái nghi thức của họ. Hoa người ta rất duy tâm, người ta về cái hình như là người Việt Nam mình cũng ảnh hưởng từ cái văn hóa tâm linh của người Hoa. Theo ngày còn đi học ấy, thì người ta nói là cái văn hóa tâm linh của Việt Nam mình là ảnh hưởng từ người Hoa. Thank you.
Cái chùa này là cái chùa cổ các bạn. Chùa cổ này là hàng ngày hàng tháng là có các đoàn du khách nước ngoài, các tour người ta đều đến đây để tham quan ngôi chùa. Chất lượng hình ảnh cũng không được đẹp lắm, các bạn cũng không cảm. Đây là con rồng này. Người châu Á mình quan niệm có con rồng là linh vật rất linh thiêng, cũng không hiểu là trên thực tế là có rồng không. Thank you.